nó không có chảy, mà nước nó còn nhiều trong này, là thấy không? Mình phải để đứng cái tay lên vậy, mình thấy nó khô vậy đó, khi mình mở lên nó chảy, cho nên mình phải sao đó, thấy nó chảy không, mình vẫn thấy nó chảy không, mình phải đưa nó vô từ từ cho nó ráo, là thiệt là ráo cái đã, trong thôi mình bỏ vô, tại vì cái cọ của mình khi mình đè nhẹ nước nó thấm vô trong đó là nó sẽ có nước, là nó vẫn còn bóng, thấy không? Cái cục bột nó còn bóng không, cục bột mà còn bóng là mình không có vuốt được, mà cục bột nó phải khô lại, nó ráo lại đã, nó cho cái màu nó mờ lại là mình mới vuốt được cái cục bột đó, hiểu tình yêu nói không? Cái đó cục bột nó mờ lại, giờ mình kéo này, đó, giờ mình kéo, mình thấm nước vô cái cọ mình kéo, mình thấm nước vô cái cọ mình kéo thì nó không có bị chảy, thì nó ráo rồi, lúc này nó ráo rồi, thấy nó ráo không? Nó không có chảy, nó nằm yên cho mình vuốt. Còn anh chị em mà bỏ vô, anh chị em thọt cái cọ vô, anh chị em vuốt liền là không bao giờ khi nào có nói cho em đâu. Cái đó anh chị em nhớ những cái gì mà tình yêu chia sẻ cho mọi người đó, thấy rất là dễ không? Tại vì mùa đông anh chị em hay thọt cái cọ vô là bột nó cứ chảy hoài, bột càng thọt cái cọ vô là nó càng chảy. Cho nên mùa đông là mình phải làm sao, mình phải làm như thế nào, anh chị em phải coi tình yêu làm, xong rồi anh chị em học, coi như anh chị em học hỏi đi ha, nói cho nó chảnh chó một chút, học hỏi đó anh chị em thấy chút. Bây giờ đó là cục bột mình lúc nào cũng vậy, mình nó phải đợi cho nó mờ, cục bột nó mờ làm sao, nó phải mờ mờ đi cái mà ánh sáng nó không còn nữa đó, thì mình vuốt cục bột nó mới đi được, nó mới đi được cục bột đi theo ý muốn của mình. Còn nếu mà anh chị em cứ thọt cái cọ vô hoài là nó sẽ bị chảy đó. Nhất là ở trên mấy cái vùng miền Bắc á, anh chị em lấy càng ít nước càng tốt. Tại vì sao, khi mình lấy nước ít nước thì bột nó không có chảy, thì khi mình muốn nó ra, nó chảy ra đó, thì mình nhắm cái cọ vô cái liquid rồi mình thấm lên đây thì bột nó sẽ chảy ra. Ok, bây giờ mình làm ombre màu xanh nè, đây màu xanh thì đều thấy nè, chút xíu là thì đều thấm nè, nó ráo nè, xong thì đều bỏ lên nè, để nhẹ lên nè, bây giờ dập nè, kéo nhẹ nè, đó dập và kéo nhẹ, nghiêng cái tay người ta qua, thấy chưa, là vuốt lại mấy cái chỗ nào nó dày quá là mình vuốt lại, nó dày quá thì mình vuốt nó lại thôi. Bây giờ đó là mình đừng có đụng nữa, là mình cứ chỉnh đốn hai bên thôi. Thấy cục bột nó không có chảy không, là tại vì sao, tại vì cục bột mình lấy nó rất là ít nước, cho nên là mình nó không có chảy. Nhưng với điều kiện khi mà mùa đông nó rất là ướt, cho nên anh phải chờ, em phải chờ đợi một chút xíu thì anh chị em mới bỏ cục thứ hai lên, chứ đừng có bỏ lên liền nó sẽ có cái lằn ở đây. Là tại vì sao, khi bột nó đang còn ướt á, nó sẽ kéo theo cái bột, cục bột ở dưới, cục bột ở trên thứ hai mình bỏ lên á, là nó sẽ kéo theo cục bột thứ nhất ở trên đó. Bây giờ nó ráo nè, mình bỏ lên nó không có chạy, nó không có đi theo nè. Bây giờ là nó nối liền với nhau thôi, nó không có đi theo, tại vì cục bột nó ráo nó khô á, là mình bỏ lên nó sẽ không có đi liền với nhau. Mọi người hiểu tình yêu nói không, phải nắm bắt nha, chứ còn không thôi là anh chị em cứ bỏ cục thứ hai lên liền á, là khi mình kéo như vậy á, là cục bột ở dưới nó sẽ đi theo, là tại vì nó đang còn ướt đó. Còn mùa đông, mùa hè đó thì nó dễ rồi, mùa hè đó là có như cục bột mình bỏ lên là nó khô liền. Ok, còn cái mùa đông nó khác cái mùa hè đó, anh chị em phải làm sao cho nó chính xác. Ước gì được anh làm cho em một bộ ombre, em đi xuống đây đi, anh làm cho em bộ là em nấu ăn cho anh ăn luôn đó, đâu cần phải ước em, ước nguy hiểm lắm, ước tầm bậy tầm bạ là chết luôn đó. Bây giờ mình đặt lên vậy rồi mà khách không ưng, muốn thấy màu khác thì sao chú? Cái gì con? Đặt lên rồi mà khách không ưng, muốn thay màu khác thì con dũa xuống thôi. Bây giờ con không, khách nó không thích nữa thì con lấy cái màu, con dũa cái này xuống, con dũa nó ra thì con làm lại màu khác cho người ta. Còn nếu mà nó không thích nữa là đập vô trong mặt nó, chứ giờ làm sao, trời ơi, mà đổi mùa này mà đổi 2-3 lần thì chết à. Mình phải làm trước một ngón cho nó, một bàn tay mình làm trước một ngón thôi, 10 ngón thì mình làm trước một ngón. Ok, mình hỏi khách hàng là ok, cái màu này mày thích không, đó, mày thích thì tao làm tiếp, còn không thì thôi. Chứ còn mà mình cứ chiều nó hoài cũng đâu có được, đâu có thể nào mà tao làm lên đây đã rồi bây giờ tao không thích, không được. Mình phải hỏi nó trước một ngón đó. Bây giờ mình làm cái màu cái kiểu này là mình thấm vào cho nó ráo nè, thấm cho nó ráo nè, thấy chưa? Cục bột tình yêu lấy rất là ít, tại vì cái nước ở đây nó không có. Ok, mùa hè nó khác, mùa hè là mình cầm nó, còn mùa đông mình bỏ lên, cái thời tiết nó làm cho cái bột nó lâu khô lắm đó, là mình đưa vô nè, thấy không, mình đưa vô nè đó, mình để cho bột nó ráo chút nè, xong mình mới đưa ra ngoài đó, mình đưa ra ngoài mình vuốt nè đó, mình đập cục bột nè, đập lúc này mình đập cho cục bột nó nén xuống rồi mình kéo nó ra. Bây giờ mình kéo nè, đó mình kéo nó ra, nhớ là mình kéo vô nè, để chừa hai cái khoảng này để hồi mình vuốt nè, thấy chưa, mình chỗ này nó đầy thôi, nhưng mà cái chỗ hai bên này, cái chỗ nào mình cần vuốt á là mình để cho nó hở, khi mình vuốt nó dễ hơn đó, là mình vuốt nè, mình đưa nó vô nè, thấy chưa, là mình đưa nó vô nè, nó có cái rãnh nè, mình đưa nó vô, thấy chưa, mình có cái rãnh là mình đưa nó vô, rồi mình kéo nó xuống từ từ cho nó đều,
cái bộ này nó ráo rồi, nó ráo rồi là mình có quyền mình kéo, thấy chưa? Đó, giờ mình kéo từ từ vô nè. Đó, nói chung là mình làm á, mùa đông á, là mình phải biết canh bột, mình phải biết canh bột nha mọi người, chứ không thôi á là sao, bột nó chảy dữ lắm. Nó chảy vậy nè, nó chảy cái kiểu của nó là sao, khi mình đắp rồi á, mình thấy nó ok rồi, nhưng mà khi á, mình để như vậy nó vẫn chảy. Còn cái này tình yêu đắp lên là nó không có chảy, là thấy không, mọi người có thấy điều đó không, mọi người có thấy cái điều mà tình yêu đang chỉ mọi người không, là nó không bao giờ nó chảy. Có nhiều người nó chảy khi mình đắp lên tay rồi, mình thấy nó đẹp rồi, mình bỏ ra cái tự nhiên nó chảy ngược trở lại nữa. Cho nên là mình phải khách hàng là thượng đế, nhưng mà đôi lúc bây giờ đâu còn thượng đế đâu cưng, bây giờ hết thượng đế rồi, bây giờ đâu còn thượng hoàng thượng đế gì nữa đâu. Thượng đế là trừ khi nào con khách nó biết điều thì mình gọi là thượng đế, còn khách mà không biết điều là mình tiễn dông nó luôn, phải không? Mình cần tiền, đúng không? Mình làm nghề nail mình cần tiền, nói chung ở đâu ai cũng cần tiền hết á. Nhưng mình cần tiền với cái giá trị của con người của mình, chứ không phải nào là mình cần tiền mà mình chiều nó đến mức độ nào, đúng không mọi người? Mình cần tiền nhưng mình cũng có giá trị của mình, mỗi người nó có một cái cách sống khác nhau. Đối với anh là như vậy, anh chiều khách, nhưng khách nó phải hiểu mình, chứ không phải là chiều là mày đem đồng tiền tới mình muốn làm ông nội tao mà làm đâu, đâu có được, đâu vậy đâu có được. Ok, chào tất cả mọi người, ước nó mới sướng. Phá hoài, sáng sớm mà tôi làm nail mà cứ nói cái chuyện đó hoài chắc tôi chịu không nổi. Tôi còn nhỏ xíu mà mấy anh mấy chị đừng có làm vậy, tôi yếu rồi, là đắp bột không được luôn. Thấy của bột yêu thấm không, từ từ hả, bỏ lên nó vẫn ướt nè, thấy không, bỏ lên nó vẫn ướt nè, thấy chưa, thấy cục bột nó ướt không đó. Cho nên là mình thấy nè, nó vẫn chảy đó, mình đưa nó ra là nó vẫn chảy đó, đó nó chảy ra, thấy chưa. Thì mình phải chờ đó, mình phải chờ nó, chờ đợi là đó, chờ đợi là hạnh phúc, cho nên mình phải chờ nó đó, mình phải chờ cục bột nó kia, yeah, nó còn ướt nè, đợi cho nó ráo khô tí xíu đã. Đó. Anh không có bán ly quỳt em, anh có share trên Facebook đó. Anh chị em nào muốn mua thì vô trong Facebook của tình yêu đó, nó hơi sâu rồi, mọi người kéo nó xuống để tìm được cái link đó, để anh mọi người có cái số điện thoại, mọi người gọi cho cái anh chị em nào ở Houston đó thì dễ, anh chị em ở Houston thì cái loại này nó rất là có nhiều đó. Tình yêu xài chỉ có một loại, không có pha nha. Tình yêu thấy mọi người làm nail á, có nhiều anh chị em pha ly quỳt rất là nhiều. Mình khuyên anh chị em á, mình đắp bột á, mình đừng có pha ly quỳt. Ok, ly quỳt mà pha nó không còn tốt cho cái bàn tay của khách hàng. Nếu mà pha nó, mấy người mà pha là mấy người đó rất là bựa, làm nail như vậy á, tuy là làm đẹp nhưng mà rất là bựa, là sao, họ không có quality cho cái khách hàng đó của mình. Là tại vì tình yêu làm là nó chảy, nhưng mà tình yêu lấy nước ít lại thì bảo đảm là nó sẽ không bao giờ nó chảy. Còn mà làm nail á, mà mình pha cái ly quỳt này với cái ly quỳt nọ đó, là bảo đảm là cái ly quỳt đó nó sẽ cái không có tốt, nó không còn. Bây giờ một cái ly quỳt EMA mà pha MMA vô nó sẽ bị vàng cục bột nè. Khi khách nó làm nó quay lại 2 tuần lễ nó vàng cục bột, nó vàng cái móng của người ta. Mình không có làm như vậy được, mình phải đáng cố gắng. Mình làm mùa đông hay mùa gì nó chảy thì mình lấy ít nước thôi, lấy thiệt là ít nước. Tại sao tình yêu là bên đây bây giờ hiện tại bên đây là 30 mấy độ, là nó lạnh không, nó sắp lạnh bằng cái tủ lạnh rồi, mà mình tình yêu đắp bột nó vẫn không chảy, là tại vì mình lấy nước, cái cỏ lúc nào nó cũng khô, cái cỏ lúc nào nó cũng khô hết á. Ok, nhớ là như vậy. Còn mà mình lấy nước thiệt là nhiều là cái cỏ lúc nào nó cũng ướt thì đương nhiên nó phải chảy thôi. Này thấy không, thấy tình yêu thấm xuống nè, nó khô nè, nó thấm xuống cho nó khô nè, bỏ lên nó vẫn nhão, là thấy chưa, bột nó vẫn nhão, là tại vì sao, mùa đông vuốt cái cỏ là phải chùi liền, vuốt một lần là phải chùi cái cỏ một lần, để chi nó được có dính bột trong đây. Nếu nó dính bột không là mình chùi, mình nó chùi nó sạch nè thì nó không có dính bột lên cái cỏ. Anh chị em làm, anh chị cứ quẹt xong rồi anh chị em mới vuốt đây. Mà cái cỏ của mình khi mình quẹt á là mình phải chừa cái chỗ nào khô á, mình quẹt cái con chỗ này mình quẹt hoài thì nó dính ngược lại lên cái cỏ thì nó sẽ bị dính vô cỏ thôi. Hiểu thì nếu nói không đó. Cho nên là khi mình đợi cho nó khô chút nữa nè rồi mình làm cục thứ hai. Tình yêu nói đúng đó, có nhiều con khách cà chớn chỉ muốn nó được bao giờ ghé tiệm thôi. Đó, nói chung là mình mỗi người một cách sống, mình chỉ chia sẻ những cái gì đúng thôi, còn mỗi người một cách sống, mình không có phân đuôi với ai được hết á. Thật sự ra là như vậy. Tình yêu thì đối với tình yêu thì hỏi sao thì tình yêu trả lời thôi. Khách hàng là thượng đế, đúng, khách hàng là thượng đế, nhưng mà thượng đế là phải đúng cái người đó, họ hiểu biết, họ là mình làm cho họ, họ happy, họ vui vẻ. Còn kiếm chuyện với mình là xin lỗi nha, là mình cho nó đi lên đường lượt tha, là không có tiền mình đi làm công, mình đi làm mướn, đúng không, mình đi làm mướn. Còn không nữa, tôi đi quét rác cũng được nữa. Chứ còn mà chảnh với tôi là không được đâu. Chảnh với tôi là tôi tiễn hàng liền. Tôi là dễ lắm, nhưng mà cái gì nó ra cái đó thôi. Thấy không, tình yêu nói cục thứ hai mình vuốt, mà đợi cho nó khô mình vuốt, là cái cục bột ở dưới nó không có đi theo. Anh chị em tin mình đi, tại vì mình có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này. Mình đắp bột mình có nhiều kinh nghiệm lắm. Cho nên anh chị em nhớ cố gắng phải nghe tình yêu chia sẻ. Những cái gì mà mình làm mình nó bị chó bồ á, là mình phải thay đổi cái cách nhìn của mình.
đó. Mình cái cách làm của mình, cái cách làm của mình nó đã sai thì mình cứ làm hoài thì nó sai hoài thôi, nó không bao giờ nó thay đổi, thấy không? Cái bàn tay này nó đã khó khăn làm là tại vì sao? Cái tay nó bự nè, cái móng tay của nó bự lắm. Anh chị em thấy cái bàn tay nó bự không? Cái ngón tay nó bự chà bá luôn. Nhưng mà mình làm từ từ, không cần gì phải vội vàng hết. Thí dụ bình thường mình làm bộ tay là 1 tiếng đi, thì bây giờ mình làm cho nó 1 tiếng 15 phút mà mình đỡ phải cực lắm. Mình là bây giờ mình thử làm 1 tiếng đi, nó chảy tè le hết là mình còn đỡ, còn tệ hơn là 1 tiếng nữa nó có thể ra 2 tiếng 3 tiếng luôn đó. Mùa đông này mà anh chị em nào làm không có kỹ hả, là nó ra 2-3 tiếng đồng hồ luôn, chứ đừng có giỡn. Cho nên mọi người hãy lắng nghe những gì mà tình yêu chia sẻ. Hello Hiếu đó, bây giờ cục nè bỏ lên nè, thấy tình yêu làm từ từ không, bỏ lên nè đó, cục bột bỏ lên nè, tình yêu bỏ nhẹ lên nè, thấy chưa? Là tình yêu đưa cục bột mà vô liền, đừng có để cho nó chạy ra ngoài nè, đưa nó vô cái đầu nè, rồi mình lo đẩy cái cục bột lên cái đầu móng nè, cái cổ nè, mình đập nè, thấy chưa? Mình đập nè đó, mình đập xuống nè, mình kéo nó vô nè, mình kéo nó vô nè, đừng có để cho nó chạy ra ngoài nè, là mình kéo nó xuống đó, mình kéo nó xuống tới đây là mình ngưng để chi, để mình lo hai bên cái mép bên đây nè đó, lo hai bên cái cạnh bên đây, mình đưa nó vô, thấy chưa? Nè, đưa hai cái cạnh vô nè. À, mình đưa nó vô nè, nó đưa ra ngoài là mình đưa nó vô từ từ nè, thấy chưa? Mình nghiêng qua mình đưa nó vô, mình chắn nó đưa nó vô đó, là xong rồi mình đưa nó vô, rồi mình vuốt nó nè, đó mình vuốt nó vô nè, thấy chưa? Vuốt hai bên mà vuốt vô nè, cái cỏ lúc nào mình cũng vuốt vô thì đương nhiên cục bột nó phải chạy vô trong, nó làm cho mình muốn làm kiểu gì mình làm đó. Bây giờ bột nó ráo rồi, mình muốn đi đâu là đi nè, muốn làm kiểu gì thì làm đó. Giờ mình muốn nó đi theo kiểu nào thì nó đi theo kiểu đó, cục bột nó ráo nó còn nằm yên một chỗ, thì mọi người có thấy không? Để lo mình chỉnh đốn nè, đó mình chỉnh đốn, tí xíu mình vuỗ lại, đó tí xíu mình vuỗ cái này lại, đó nói chung là mình phải biết cách làm thì cục bột không bao giờ nó chảy tùm lum tà la hết, nhớ là như vậy. Cục bột đừng có lấy nước nhiều quá, cái cỏ lúc nào nó cũng phải khô, tại vì mùa đông chứ nó không phải là mùa hè cái cỏ lúc nào nó cũng phải ướt, là tại vì mùa hè đó là nó sẽ làm cho khô bột, còn mùa đông nó sẽ cho chảy bột, thì mình phải làm sao? Mình phải có cách của nó, đó như vậy là mình cứ từ từ mình uống nó, rồi xong rồi tí xíu mình vuỗ nó lại nó sẽ đẹp thôi. Đó, xong rồi bây giờ mình làm món này, món cuối cùng. Anh chị em coi tình yêu lấy bột nè, đó, lấy cục bột màu trắng nè, rất là ít nước nó khô nè, đó, thấm xuống nè. À, giờ nó khô là tình yêu bỏ lên, úp. Nè, nó khô là vẫn bỏ lên được rồi nha, vẫn bỏ lên được nè. Thì còn tình yêu cần cho cục bột cho mọi người coi nha, nó khô nha. Nhưng khi nó ướt nè, đó, vô là nó ướt nè, thấy nó ướt không? Nó khô vậy đó, nhưng mà anh chị em nhúng cái nước này vô nè, nó vẫn khô nè, nó vẫn ướt ra lại nè. Thấy chưa? Nó vẫn chảy nè, đó anh chị em thấy không? Nó vẫn chảy đó, thấy nó rớt ra không, nó vẫn vậy chứ mà bỏ lên nó vẫn thấy chảy nè. Đó là tại vì sao? Cái mùa đông đó, tùy theo cái tay của cái cô này nữa, nó nóng hay lạnh nữa đó. Đó thấy nó vẫn chảy không, bỏ nó khô nó rớt ra thì mình lượm lên mình vẫn bỏ lên được nữa đó, là coi như là mình thấy không, bây giờ mình mới vuốt được nè, bây giờ nó ráo là mình mới vuốt mới được nè. Mọi người nghĩ nó khô đúng không? Đâu phải nó khô đâu, nó không có khô, nó ướt nhẹp ở trong á, thấy chưa? Mình vẫn vuốt nè, vô tư mình vuốt cục bột nè. Đó anh chị em có thấy tình yêu nói là đúng không nè, thấy cục bột không? Đó, bây giờ mình muốn nó ướt mình vô nước vô cái cọ là mình kéo ra lại, bảo đảm là nước nè, đó thấy chưa nè đó, anh chị em thấy rõ không? Đó mình cứ vuốt từ từ, tại vì mùa đông nó khác với mùa hè, nó cần lắm mọi người, nó rất là cần, anh chị em cần lấy bột thiệt là khô, để khi mình nó khô á, mình bỏ lên trên đây á, mà mình dùng cái cọ này mình lấy nước nè mình đưa nó vô thì nó dễ, chứ mà anh chị em mà nó chảy cái xòe ra cái không biết có ngồi có hắt lên ngoài không được, là mình phải làm sao, mình phải xử lý nó như thế nào, mình phải xử lý nó thiệt là khô, rồi mình lấy nước trong cái cỏ của mình đưa nó vô, thì lúc đó mình tha hồ mình muốn làm kiểu gì mình làm, hiểu không? Hiểu, mọi người phải hiểu cái cách tình yêu nói, chứ không hiểu là làm về mà phải thay đổi, chứ còn mình làm theo cái kiểu của mình hoài thì nó vẫn chảy như thường đó, thấy không? Bây giờ nó nè, muốn làm gì làm như này, nó ráo lại là bây giờ mình muốn uống sao uống đó, rồi giờ mình làm nè, bỏ cục ombre lên nè, cục ombre nó chảy nè, không có đâm, không bỏ lên được, thấm nè, cho nó ráo nè, rồi bỏ lên nè, đó, bỏ lên nè, nó không có chảy nè, thấy chưa? Nó không có chảy, nó nằm im nè, mình đưa ra là mình kéo nè, mình đưa ra là mình kéo nè, mình đưa ra là mình kéo nè, thấy chưa? Rồi xong cục bột đây nè, đó mình kéo nè, đó mình kéo nó ra, rồi mình vuốt hai bên nó nằm vậy là ngưng, đừng có đụng nữa, mình đừng có đụng vô đây nữa, mình chỉ tém hai bên này vô thôi, hiểu không? Mình phải tém hai bên này vô thôi, cho nên là anh chị em phải cố gắng nhìn cái cách mình làm. Đúng rồi chị Ngọc Lựa, tại vì khi mình phiêu á là mình phải bào xuống hết, mình làm cái màu khác cho người ta là mình phải bào xuống hết nha chị. Cái đó thật sự ra ví dụ bộ tay này mình ăn nó 75 đồng, mình phiêu cho nó là mình ăn chỉ có 65 đồng thôi, nhưng mình phải bào nó xuống hết, đúng không? Phải bào nó xuống hết nhưng mà mình ăn chỉ ăn phiêu thôi, chứ mình không được ăn full set. Là tại vì sao? Tại vì á là mình đã ăn full set rồi thì giờ mình phải làm phiêu đó, nói chung là vậy thôi. Làm nghề của mình thì mình phải hiểu
cái gì ăn rồi là phải con gì mà ăn mà không không ói, con gì ăn nhiều quá không ói là phải ói thôi đó, thấy không, là cục bột và tình yêu không bao giờ vuốt của chỗ này nữa, chỉ vuốt chỗ này thôi cho nó nối liền với nhau thôi. Ok Hoàng Anh Vũ, khi cái bàn tay của khách nói mình rờ vô nó lạnh em đừng có đắp bột liền, anh chỉ cho em kêu nó vô cái máy sưởi đó, em bỏ vô cái máy sưởi trước trước khi em đắp. Đó là cái mà anh chia sẻ, khi anh chị em làm nail anh chị em không có để ý mấy cái vấn đề đó. Khi mà cái tay của khách nó lạnh á, mình phải đưa cái bàn tay vô cái máy sưởi cho nó khô, cho nó ấm lại rồi mình mới đắp bột, nhớ không? Cái đó là những cái chi tiết đó là cần phải rất là cần thiết. Anh chị em phải nhớ rằng đừng bao giờ mình thò tay vô mình đắp liền, tại vì sao? Mình thò tay vô mình đắp liền là bột nó sẽ chảy. À, là mình phải nhớ một điều là mình phải cho khách hàng nó sưởi ấm trước khi mình đắp bột. Anh chị em phải nhớ nha, nhớ tình yêu nói nha, là mình phải cho khách hàng nó vô trong cái máy sưởi của mình á, trên tiệm của mình đương nhiên nó phải có cái máy sưởi nhỏ, mình phải có cái máy sưởi nhỏ, mình phải làm cái máy sưởi nhỏ nó kế bên cạnh mình cho nó hơ cái tay xong rồi mình mới đắp bột nhé. Đó là cái mà anh cần anh tình yêu muốn chia sẻ cho mọi người, nó chỉ là cái chi tiết nhỏ thôi nhưng mà nó rất là giúp cho mình, nó rất là hép cho mình đó, nó rất là hép cho mình. Rồi bây giờ mình giũa nè, mình giũa hai bên nè đó, mình giũa hai bên cạnh nè cho nó đều nè đó, mình coi để cái tay thẳng nè, để cái tay thẳng là mình giũa hai bên cho nó đều hai bên đây đó. Thấy không? Thấy nó dũa, tình yêu dũa không? Đó, để cái dũa nghiêng này, xoay qua nè, đó, dũa cái om mình xếp. Đó, dũa cái om mình xếp cho nó đều hai bên cái góc để mình bỏ cái bột li lên là nó mới đẹp được. Thấy rõ không? Bây giờ mình dũa là nó đều lại nè, thấy chưa? Đó, chỗ nào mình cần dũa thì mình dũa thôi. Đó là cái cách làm của mình, nó đơn giản lắm, nó không có cầu kỳ đâu. Nhưng mà tại vì mình không có nắm vững được cái cơ bản cho nên mình làm nó sai hoài. Đó, chẳng hạn như bây giờ anh chị em thấy không, giống như Hoàng Vũ nói là tách nó khách nó lạnh mà mình đắp nó bị chảy, là tại vì em không có hơ tay vô khách. Nếu mà hơ tay vô khách thì bảo đảm với em là tay nó đâu có còn lạnh nữa đâu, là cái bột nó ít chảy lại, hiểu không? À, dũa tay vô gì cái chữ đó anh không hiểu rồi. Tại vì thật sự là anh chị em coi á, tình yêu không có quan trọng người ta cho like hay gì, thật sự là anh chị em biết không, tình yêu làm like lâu rồi, nói nhiều khi nói chơi á, mình muốn mọi người share đem chi biết không, để cho nhiều người biết đến thôi, chứ còn thật sự ra tình yêu cũng đâu có tiền bạc gì ở trong cái YouTube hay là cái Facebook gì đâu. À, ví dụ như anh em thương thì mua vài cái cọ hay là mua vài cái đó thì ok, chứ còn đâu cần mà bấm like làm chi, bấm like nhiều khi wifi nó yếu đó. Không cần bấm like, chỉ cần là trò chuyện là được rồi, trò chuyện là vui rồi. Lót cho khách một ly vodka uống lắm. Thôi ông ơi, tiện ở đâu mà cho thuốc cho rượu vodka, tôi còn có uống nữa, phải đâu cho khách tào lao nè, tôi còn có uống nữa cho khách gì. Tôi còn dành với khách tôi uống nữa. Mình không thích uống bia, mình thích uống rượu. Đó, mình là thích uống rượu, uống banh xác luôn cũng được. Đó, hello Lộc này ha. Dạ, bữa chắc Quyên nói là đổi tên rồi mà sao vẫn còn tên đó, anh đọc qua không được rồi chắc Quyên ơi. Mọi người dũa nè, dũa cho nó đẹp nè, ok, dũa đi, dũa cái om mình xếp. Đó, dũa cái om mình xếp, mình vừa làm mà mình hỏi khách hôm nay có đi làm không, nó nói không đi làm cho nên tình yêu mới dám làm live, tình yêu tào lao bí đao gì chứ. Khách này cũng dễ thương lắm, nó chạy xuống đây một tiếng hồ á. Nó, slip, ở cách đây một tiếng hồ. Bao qua nào ở phòng here. Đó, khách ở đây nó xuống dễ thương lắm, rất là dễ thương, thấy không? Dũa nè, đó, mình dũa cho nó đều, cho nó đẹp cái đã rồi mới bỏ bột lên được. Đó, giờ nó đều rồi đó, thấy cho nó đều nè, thấy không? Cái móng nó đều, mình dũa làm sao để cho nó đều, để mình bỏ bột lên cho nó đẹp. Nhớ nha, không cần phải vội vàng đâu cần vội vàng gì đâu. Đó, nhưng mà với điều kiện là khi mình làm cái bột lia này nè, cái bột lia này là CS28 á, là anh chị em nhớ một điều á, là anh chị em bỏ mỏng thôi, thấy nó mỏng không? Đó, để tí xíu mình còn bỏ bột lia lên nữa. Đó, bỏ bột lia lên nè, bỏ bột lia lên nè, thấm nè, cho nó khô nè. Đó, thấm cho nó khô nè. Hello chị Thủy. Đó, mình bỏ lên nè, thấy không? Bỏ lên nè, xong mình đẩy nhẹ nè, cái bột nó không có chảy nè, thấy không? Mình thấm xuống nó khô làm sao nó chảy vậy, mình đẩy lên từ từ. Đó, mình đẩy lên từ từ nè. Đó, mình đẩy lên từ từ xong. Nè, mình đẩy lên từ từ xong rồi mình kéo nè, dùng cái cọ nè mình kéo nó vô nè, cho bột nó chạy vô, đừng cho nó chảy ra ngoài. Thấy chưa? Đó, cho nó vô nè. Để yên đó. Bây giờ để yên đó cho nó ráo cái đã, cho nó ráo tí xíu mình ém sau. Mình lấy cái cục bên đây. Đó. Lấy cái cục bên đây nè, thấm nè, cho nó khô nè. Bên đây nó nhiều thì mình lấy bên đây ít thôi, không cần lấy nhiều. Đó, lấy nhiều chi? Lấy nhiều cho nó chảy hả? Đó. Đẩy lên từ từ nè, lên từ từ. Đẩy lên. Thấy chưa, mình đẩy lên nè. Có hai bên nó bằng chưa? Rồi, nó bằng rồi nè, đúng không? Rồi, bây giờ mình kéo nè, mình kéo xuống nữa nè. Kéo nè, kéo nè, đó, kéo xuống. Bây giờ nó ráo nó chảy ra ngoài là mình đưa nó vô. Đó, mình đưa nó vô, mình ém nó vô.
Bây giờ mình ém nó vô nè, đó, mình ém nó vô. Thấy chưa? Hai bên nó đều nè. Nó đều thì mình ém nó vô thôi. Đó, bây giờ mình đợi cho nó ráo là mình ém vô, nó chảy kệ nó, cho nó chảy đi. Đó, ém nó vô. Xong mình lấy ra bớt, đó mình lấy ra bớt, lấy ra. Đó, mình lấy cái bột ra nè, đó, xong rồi mình coi. Rồi mình lo nè. Đó, mình đưa nó vô, cho nó vô cái móng. Thấy chưa? Nó vô cái móng. Rồi mình để yên ở đây, mình đừng có đụng chạm gì nó nữa, mình đừng có đụng chạm nó nữa, mình qua đây mình làm ngón bên đây. Đó, ngón bên đây là mình nghiêng qua nè, mình lấy cục bột nè. Nè, lấy cục bột là thấm thiệt là khô nè, đó, thấm thiệt là khô nè. Ráo nè, cục bột nó ráo nè, bỏ lên nè. Nó đè nhẹ cái rồi mình đẩy nè, không? Đẩy nè. Đẩy cục bột nè, trong cái cọ mình nó có nước là cục bột bảo đảm là nó sẽ đi ra đi theo mình. Đó, đi theo mình. Đẩy nó lên, nghiêng nó qua, đẩy nó lên, đó, đẩy nó ra. Đó, đẩy nó lên nè, đó. Bây giờ mình kéo xuống đó, kéo xuống cục bột ở đây nó dư, nó chảy ra ngoài đây, mình đưa nó vô đó, mình đưa nó vô nè, không mình để yên đó, đó mình để yên đó, mình đừng có đụng đậy hết á, ok, đừng có đụng đậy hết. Rồi bây giờ mình làm bên đây, thấy không, mình lấy cục bột bên đây nè, mình lấy cục bột ít thôi nè, thấm nè, thấm cho nó khô nè, bỏ lên nè, bây giờ bỏ lên nè, rồi mình đẩy lên nè, mình dùng cái đầu cọ mình đẩy lên nè. Đó, đẩy từ từ, đừng có để cho nó tràn lên trên nha, cho nó nằm dưới cái kẽ thôi. Đó, cho nó dưới cái kẽ thôi. Rồi mình đẩy lên. Đó, coi bằng bên kia chưa? Nó bằng rồi nè, nó bằng bên kia rồi nè. Rồi. Chùi nè, chùi nó, đừng cho nó lên trên, rồi là kéo nè. Đó, mình kéo xuống nè. Kéo xuống nè. Đó, giờ mình ém vô nè, bột nó khô rồi mình ém nó vô. Đó, cho nó đều chưa? Nó đều rồi thì thôi. Nó đều rồi là thôi, mình đừng có đụng nữa. Đó, giờ mình ém nó vô thôi. Nhớ vuốt nó ra, vuốt nó xuống, đừng có để cho nó dính đây, hồi mình bỏ bột lia lên là nó sẽ dính cái bột lia trong đó là không được, không có đẹp nha. Đó, lấy nó ra, ém nó vô. Rồi lấy cục bột dư ra nè. Đó, lấy cục bột dư ra. Lấy dư ra nè, đó, nó dư một khúc luôn nè. Rồi mình làm cái gì? Bây giờ mình làm cái gì? Nè, mình quay qua đây, mình bỏ bột lia, đó, mình bỏ bột lia nè. Thấy mùi đông không? Thấy nó còn chảy không? Đó, chỉnh đốn là chút xíu. Rồi đầu mình bỏ tí xíu bột lia từ trong ra ngoài cho nó đẹp. Anh chị em không có hỏi gì hả? Không hỏi gì sao? Rồi bây giờ mình bỏ ra bột lia nè. Lấy bột lia nè. Bột lia nè, mình thấm nè. Thấm nè, đó cho nó ráo nè, thấy chưa? Khi bỏ lên là nó chảy đó. Đó, từ từ nè. Thấy cục bột nó ướt không? Rồi mình nghiêng nè, nghiêng cho nó chảy xuống nè. À, để tôi gấp. Hey, can I help you? Can you come back an hour? I'm busy now. Yeah. Okay. Okay. Thank you. I'll come back. Anybody busy now? Đó, là mình vuốt nè. Đó, mình vuốt nè. Thấy không, cục bột mình cứ đưa từ từ vô nè, đừng có cho nó chảy. Bột nó vô là nó chảy lắm, mùa đông mà nó chảy từ từ. Chăm chú xem anh làm rồi. Không bỏ bột lia dưới bột màu trắng. Bỏ, trời ơi, màu trắng mà còn bỏ dưới bột trắng, bỏ bột lia gì nữa em. Màu trắng nó không có hại tay, ok. Bỏ bột lia là trừ khi nào bột màu đen, màu xanh, màu đỏ, những cái màu nào nó đậm thôi. Mình đừng có bỏ màu trắng làm gì em. Đừng có bỏ bột lia dưới màu trắng nha. Đừng có ai làm gì mất thời gian, anh chị em nhớ không, nó mất thời gian. Bỏ bột lia là trừ khi nào bột đó nó màu đen nè, màu đỏ nè, màu xanh nè, màu vàng nè, những cái màu nào nó đậm mình mới bỏ dưới thôi. Tại vì sao? Tại vì nó ăn vô trong cái móng thịt người ta, còn cái màu trắng nó không có ăn, mình không cần. Với là cái này mình làm ombre, mình không cần bỏ bột lia dưới màu trắng nha mọi người. Đừng có bỏ, lúc nào cũng phải bỏ bột lia đâu, không phải đâu. Bột lia là trừ khi nào mà nó cái màu nó đậm mình mới bỏ dưới thôi, chứ đâu phải lúc nào mình cũng phải bỏ bột lia đâu. Phải lúc nào mình cũng phải bỏ bột lia dưới nha, nhớ nha. Cái gì mình đáng làm là mình phải làm, để thôi nó mất thời gian của mình, uổng. Đâu có cần mình bỏ bột lia mà nó màu nào mình cũng bỏ dưới đâu. Đâu có màu nào mình phải bỏ xuống dưới đâu, không có. Đó, thấy tình yêu lấy cục bột lia không? Xong rồi tình yêu thấm nè, cho nó ráo, thiệt là ráo, tình yêu mới bỏ lên nè. Đó, nó như vậy đó. Thấy chưa? Hello Huy, khỏe không Huy? Ok em, cái gì mình cần làm thì mình làm, cái gì mình không cần là mình không cần làm. Cái gì đâu phải là mình lúc nào mình nghe người ta nói bỏ bột lia là lúc nào mình phải bỏ bột lia đâu có.
bột ly là trừ khi nào những cái bột nào mà nó đậm á, nó hại, nó gây hại tới móng tay của khách hàng á, là mình phải bỏ bột ly xuống dưới, nhớ không? Còn cái màu nào mà nó không gây hại thì mình không cần phải bỏ bột ly. Anh ơi cho em hỏi đi, hỏi đi, trả lời cho. Đó, giờ mình đưa vô nè, mình cứ đưa bột nó vô, đừng cho nó chảy xuống dưới. Là mình đưa vô nè, nó chảy nè, đưa nó nghiêng nó qua, đưa nó vô. Hỏi gì? Đừng hỏi anh có vợ rồi. Đừng hỏi anh có vợ rồi, hỏi chi nữa. Giờ anh có anh cưới vợ rồi là sao mình đi hỏi anh được. Em mua hai cái đầu dũa của tình yêu đó em xài không được. Hai cái đầu dũa nào mà xài không được? Hai cái đầu dũa nào xài không được? Cái đầu dũa kia đi cồ đúng không? Với cái đầu dũa nào nữa? Hai cái đầu dũa kia đi cồ á hả? Hay sao? Để cho anh chỉ cho. Bây giờ hai cái đầu dũa kia đi cồ đúng không? Rồi bây giờ xong nè. Rồi xong rồi. Bay từ San Antonio khoảng bao lâu? Trời ơi, San Antonio bay xuống Houston mà bao lâu gì? Em lái xe cho bay gì em? Bay nếu mà bay từ San Antonio bay xuống Houston chắc cỡ nửa tiếng à. Bay máy bay nửa tiếng em ơi. Nhưng mà theo như anh nghĩ mà em bay từ San Antonio xuống Houston á, thì nó bay xuống Hoa Bì xa lắm thôi. Em lái xe đi, lái xe 2 tiếng mấy à, lái từ San Antonio lái về Houston 3 tiếng chứ nhiêu. 2 tiếng mấy, 3 tiếng. Anh chị em thấy làm phiêu không? Làm phiêu mà giống như làm mới luôn, mới tăng luôn, đẹp cực kỳ. Em ở Houston học ở đâu để em đăng ký? Em cứ gọi số điện thoại 832-216-7717 nha. Em cứ gọi số điện thoại 832-216-7717. Tình yêu nói luôn là tại vì tháng 2 tình yêu cũng có mười mấy người rồi đó. Anh chị em nào muốn học thì nhanh tay nhanh chân nha. Nếu thật sự muốn đi học thì nên đăng ký trong lúc này chứ thôi lúc quay trở lại muốn đăng ký thì tình yêu không còn chỗ nữa. Hiện tại bây giờ tình yêu cũng có được mười mấy chỗ rồi. Anh chị em nào muốn học, nếu mà thật lòng muốn đi học thì nên đăng ký liền, đăng ký trong lúc này liền, chứ không thôi là hồi lúc quay lại mình muốn học thì không có chỗ nữa. Số điện thoại là 832-216-7717 hoặc là số của tình yêu là 281-702-8760. Đó, giờ mình vũa thấy không? Từ từ mình làm đâu nó cũng vô đó, nó rất là gọn. Mình mùa đông hay mùa hè gì cũng vậy, nói chung là mình phải biết cách làm thì nó lẹ thôi. Chứ anh chị em mà làm, anh chị em lấy nước nhiều á, trời ơi, bảo đảm luôn, làm bộ tay ra nó xấu không nói nha, mà đã lâu, nó còn lâu bạo nữa, chết luôn. Tại vì mùa đông á, anh chị em lấy bột làm sao cho nó ráo, để khi mà mình bỏ ra cái tay ra, mình làm cái ngón cái tay ra rồi, nó không có chảy qua một bên, nhớ không? Trong thôi nó chảy qua một bên là nó đuối luôn, hồi cái vũa nó ra xấu quắc, vũa nó ra xấu quắc. Rồi, giờ mình vũa nha, chạy ra cái đầu vũa kia đi cò nè. À, mình chạy cái đầu vũa kia đi cò, trước khi mình chạy cái đầu vũa kia đi cò là mình phải clean, mình dùng cái bàn chải trà mông mình clean đó. Đó, tình yêu đặt cho cái bàn chải này là bàn chải trà mông, mình clean đó nè. Đó, mình để cái cây vũa nó dài ra một chút, đừng có để cho nó khác như vậy, đừng có để sát mà để xa ra chút nè. Đó, để xa ra đó, xong mở máy maximum luôn, mình mở máy maximum nè. Đó, nghe tiếng máy không? Dài nè. Dài nè. Nhớ mình chạy này, đó, chạy lại 2-3 lần. Đó. Là nó sạch liền gì đâu, nè đó, thấy không? Là nó sạch bon luôn. Thì em mở máy lớn lên, trời ơi. Mở máy thiệt là lớn, mở máy maximum luôn á, mở máy lớn thiệt là lớn luôn. Đó. Hai anh em ở bên
Anh Quốc mà muốn mua đầu màu thì phải liên lạc như thế nào? Em vô chỗ Uyên Nguyễn, Facebook Uyên Nguyễn á, là em gọi qua Messenger á, gọi qua mấy bên cái đúng rồi Messenger cho cái Facebook á, nó đỡ tốn tiền. Em chứ em gọi điện thoại chị gì nổi, em gọi cái số điện chị gọi cái Facebook cho Uyên Nguyễn á, em hỏi nha. Uyên Nguyễn là bà xã của anh á, ở trong Facebook á. Em thấy cái cô nào mà đẹp gái á, cao 1m89 á, là cứ gọi cái cô đó là được rồi. Đâu dám nói xấu đâu, nói xấu rồi tối bây giờ khỏi cho khỏi ăn luôn á. Cái đầu dũa này, dũa nó không có đứt tay đâu, đừng có sợ, ok. Cho nên mình mở máy lớn lên, là mình dũa dưới luôn nè, dũa dưới nè. Dũa dưới nè. Tên là Uyên Nguyễn em, Uyên Nguyễn. Tên là Uyên Nguyễn nha. Uyên Nguyễn mà dưới cũng sai nữa, tên Yên Nguyễn chết tôi luôn. Ok thấy rồi hả, thấy rồi thì em nhắn cho cái người đó giùm anh, link vô cho nó sạch nè mọi người, link nó cho nó sạch nè, thấy chưa, link vô nó sạch nè đó, mình clean nè. Tinh 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 tinh, phải chịu thôi, tại vì mình làm cái nghề này mà, mùa đông mùa hè thì nó lẹ hơn, mùa hè thì mình làm nó lẹ hơn. Mùa đông thì nó chảy, một làm chảy là mình phải đắp từ từ, cho nên nó mất thời gian. Làm bộ tay từ từ, mùa đông mình làm tiếng, từ từ mùa hè thì mình làm tiếng, mùa đông là mình phải làm tiếng rưỡi cho nó vẫn chơi đâu. Tại cái bột nó chảy á, mình đâu có dám đắp nhanh được, mình đắp nhanh nó chảy là khỏi khỏi luôn. Nó chảy sao đắp, ra cái bộ tay trên non núi biển luôn mà chết luôn. Nó còn hơn là đồi thông hai mộ nữa, sao dũa. Dũa là phải đẹp, bột nó đều, dũa nó mới đẹp móng chứ. Nhớ là như vậy đó, anh chị em dũa thấy không, mấy cái khâu này thì thật sự anh chị em đã rành rồi, nhưng mà tại vì có nhiều người, người ta mới vô nghề, người ta không có rành về cái cách dũa, cho nên mình phải chịu khó học đó. Ví dụ như mình muốn dũa mà chỗ này nó bị dày là mình dũa nè, coi này không, nó sẽ đi dũa nè đó, rồi bảo đảm nó ôm tròn luôn. Đó là mình dũa này đó. Hello Phan Lê. Thấy cái bột của tình yêu đắp không? Nó sát ở trong da thịt luôn nè. Đó, nó sát ở trong da thịt người ta, nhưng mà nhớ đắp mỏng. Nó mỏng là khi mình dũa bột nó nằm ở trong đó. Bột nó nằm ở trong đó thì cái đầu dũa này nó không có đi xuống với cái móng thật của người ta được. Mình phải khô vờ hết cái móng thật của người ta. Chứ mình đừng có chừa một cọng tóc, hai cọng tóc gì hết. Mình chừa xong mình thọt cái dũa vô, mình dũa mạnh đây, cái nó có cái đường lằn ở dưới luôn. Đó là cái cách làm sai của những người thợ rồ mà nó giờ cọng tóc, hai cọng tóc đó. Khi mà họ dũa, họ đâu có biết, họ đâu có thấy đường đâu, họ chỉ cái dũa làm sao cho nó tròn cái kia đi cò thôi đúng không? Nó chỉ có nghĩ là sao, em đắp như vậy là dũa nó tròn cái kia đi cò, nhưng mà khi nó tới, khách nó tới, nó hại, nó có tác hại là sao, nó có nguyên một cái đường lằn ở trong đây. Đó là cái mấy người người ta hay chỉ mọi người, đắp nó chừa cọng tóc là vậy đó là sai, đắp là phải đắp sát luôn. Chứ không có cái vụ nào mà đắp mà chừa cọng tóc hay cọng tóc nào đó. Tình yêu nói vấn đề này rất là nhiều, tại vì mọi người không có để ý. Mọi người cứ làm là làm cho nó dễ cho mình, nhưng mà khi mình nó làm như vậy nó sẽ có hại cái ngón tay của khách hàng. Đúng không? Nó sẽ có hại cái ngón tay của khách hàng. Cho nên mọi người phải làm nó đúng thì bảo đảm nó không có bị cái lỗi. Đó, khi, nhất là những cái người mà làm mà pin and wire đó nha, làm pin and wire đó. Mà gọi là cái last nail ngày xưa nó gọi là pin and wire đó, gọi là solar nail đó. À, chị em thấy không, đa phần là những người nó làm xong á là bảo đảm khi mà khách nó quay trở lại refill nguyên một cái đường lằn ở đây luôn. Nói chung là thợ của tình yêu cũng làm cũng có như vậy đó, tình yêu chỉ lại cho cái cách làm là nhớ là đừng bao giờ đắp bột hở ra, giờ nhớ đắp sát vô, giờ nhớ khi đắp sát ở trong thì mình phải đắp mỏng,
mình đừng có lắp dày, ok, mình đừng có lắp dày thôi, hai đứa lắp dày cho mình chi, lắp mỏng xong rồi mình giũa, mình đừng có đè cái đầu giũa, mình để cho cái đầu giũa nó chạy tự nhiên, nó thấy tình yêu không, là giũa cái đầu giũa nó chạy tự nhiên, nó ăn nó láng con à. Còn thì mọi người đè cái đầu giũa làm chi, để lấy bột xuống hả, tự nhiên mình đắp bỏ bột lên rồi mà còn đè xuống lấy bột xuống nữa. Thì khi nào chỗ nào nó dày thì mình mới đè thôi, chứ còn bình thường mình đã giũa láng thì mình chỉ giũa mới láng thôi, chứ làm gì có dụng mình đè, đúng không? Mình đè là nó sai rồi, đè là lấy bột xuống rồi, cho nên mình phải làm đúng cách thì nó không có bị, nó không có bị sai đó. Rồi xong lá o luôn. Bây giờ mình làm cái gì? Bây giờ mình sửa lại cái xếp thôi, mình ấy lại cái xếp chút cho nó đẹp đó. Khi mình chạy cái máy thì nó không có thẳng, giờ mình giũa lại nó thẳng, giũa lại cho nó thẳng này. Chua này đây mình ha. Đó, giũa nè, lấy lại cái xếp lại cho nó đẹp. Mọi người thấy không? Thấy mình vừa làm xong mình vừa nói, mình vừa giải thích cho mọi người hiểu là mọi người phải lắng nghe. Thường thường á, mình muốn học nail á, và mình muốn học những cái cách á là mình phải nghe nhiều hơn là mình thấy. Tại vì mình thấy là mình sai, mình thấy là cái người đó người ta làm mấy chục năm rồi, người ta quen cái thói quen rồi, người ta chạy sao cũng được hết. Còn mình muốn học theo cái cách của họ đó, là mình phải nghe người ta nói, nghe người ta nói nhiều hơn là mình thấy. Mình thấy người ta làm mình bắt chước không có được đâu. Tại vì sao? Tại vì cái cách của người ta làm nó mấy chục năm, nó thành một cái thói quen rồi, cho nên nó không phải giống như là mình dễ bắt chước. Nhưng mà mình phải nghe, mình nghe nhiều hơn là mình thấy. Đó, mọi người thấy không? Cho nên là mọi người phải cố gắng buffer cũng vậy nè. Buffer là mình phải cầm làm sao cho nó đúng đó. Là khi mình giũa cái đầu tay nào, cái tay trên, tay dưới nè, đỡ nè, nó đứng yên một chỗ. Chứ anh chị em mình cầm xa như vậy là nó giật cái móng tay nè, giật lên giật xuống nè. Mình phải cầm ở ngoài này, đó, cái tay mình phải bóp chặt vô. Đó, còn ví dụ hai bên đây là mình đỡ hai ngón tay bên đây, rồi mình nghiêng qua nè, mình nghiêng qua nè, rồi mình nghiêng lại nè. Đó, mình phải nghiêng cái móng tay người ta, bóp phờ cũng vậy nữa chứ đừng có nói. Tôi phải mình bóp sạch ở trên đây rồi hai bên hông này ai bóp. Đó, mình phải bóp phờ là muốn láng ở dưới mình lấy quật cho nó bỏ lên. Bây giờ mình bỏ lên cho nó một lớp dày trên đây. Đa số mà mình gắn hộp sòn nhỏ đó, mình sọt sòn nhỏ đó là mình phải gắn cái số 5 với số 12. Đó, hoặc là số 7 với số 12 cũng được. Hiểu không? Cho nên mình làm cái này á thì mình đa số là mình phải đó, mình bỏ lên nè. Bỏ cái top lên luôn nè. Đó, bỏ cái top lên nè. Cái top mình quét nhẹ thôi, đừng có để quét mạnh tay, sợ nó đi luôn cái lớp gel đó, nó mỏng ra là nó sẽ không có tốt. Còn cái này mình bỏ lên là thấy không, nó đẹp nè. Đó, rồi mình vuốt hai bên đây lại, đừng cho treo nó mắc cái xếp của mình nè. Đó, vuốt nhẹ cái bên đây, vuốt ở dưới cái đáy á nha, chứ không phải vuốt bên hông nè. Vuốt bên hông mà nó chạy cái treo này đi là nó sẽ bị móp cái móng tay, nó không có đẹp. Đó, bây giờ mình bỏ lên nè. Đó, bỏ lên rồi, thấy chưa? Đó, bỏ lên nè. Đó, mình canh làm sao cho cái hộp nó nằm ở giữa cái móng, thấy không? Thấy rõ không, mọi người thấy rõ không? Đó, như vậy là nó sẽ đẹp. Đó, nó dày cái này, nó bỏ lên là nó dính liền, bỏ lên là nó dính. Nếu mà nó mỏng nó không có dính đâu, bỏ lên nó mỏng nó sẽ rớt á. Đó, mọi người thấy không, hộp xoàn mình cũng phải để sao cho nó đẹp nữa, chứ không phải là muốn để sao để đâu. Đó, hộp xoàn để sao cũng được, nhưng mà quan trọng là mình nhìn làm sao cho nó đẹp con mắt. Đó là cái cách làm của mình, nó đẹp. Cái bột, đúng không? Chứ còn nói, ồ cái này biết đắp làm sao cho nó dày. Thì mình lấy nhiều bột thì nó dày thôi. Đó, đắp bột là phải suy nghĩ ở cái này đắp làm sao, lấy nước như thế nào, tâm lý rồi lo cái cuticle sao cho nó tròn. Nó bị tâm lý nhiều quá, mà thường mà tâm lý nhiều quá đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề sinh lý. Đó, hiểu không? Mà tâm lý nhiều, tâm lý mà bị ảnh hưởng là sinh lý nó ảnh hưởng thì tối về chơi đâu chết luôn được đó nha. Vợ bỏ á. Tôi nói vậy ai nghĩ sao nghĩ nha. Tôi nói chơi là sao, không phải đừng nghĩ bậy nha. Cho nên mọi người á, phải nhớ cái tâm lý của mình, mà mình cứ làm nó đúng theo cái cách làm của mình là bảo đảm. tôi nói vậy đó, ai nghĩ sao nghĩ à, tôi không có nói bậy đâu à. Tôi nói đúng không, mọi người có thấy không, thường mấy người mà tâm lý nó bị thất thường là sinh lý nó bị thất bại đó. Thường là như vậy đúng không, tâm lý mà bị thất thường là tâm lý bị thất bại đó. Không có gì cầu kỳ nhưng mà rất là đẹp đó. Bây giờ mọi người cho vài trái tim bay chơi vui coi. Mọi người cho vài trái tim bay phơi phới thôi. Nhìn ombre nhức nách luôn, màu xanh với màu trắng nha. Mùa này là mùa Noel, người ta không thích những màu đỏ, là mình sẽ dùng những cái màu này nó thay thế vào những cái mùa Noel.
Ok. Rồi, tình yêu xin tạm biệt mọi người ở đây. Chúc mọi người coi live vui vẻ. Hẹn tình yêu, hẹn cái video kế tiếp. See you later. Thank you for watching. Ok.